sắc sơ, để cho nên người ta vào lòng trong là chia sắc để là gì? Đây là hai Bangkok, đó là Bangkok cũ và Bangkok mới của người dân Thái Lan. Về một câu chuyện đã gắn liền với người dân Thái Lan từ xa xưa tới nay, từ cách đây hơn 20 năm mà tất nhiên đã vào chùa chuồng là mình sẽ được nhìn thấy đó là gì? Một tòa nhà ma ở đây có một bộ phim rất nổi tiếng gọi là bộ phim Giao Ước Chết, vừa được trình chiếu vừa xem, rất nổi tiếng đúng không ạ? Xa xa là mình thấy một tòa nhà rồi kiến trúc phương Tây đúng không ạ? Ở đây hồi xưa câu chuyện này nó gắn liền với vị tỷ phú Ả Rập. Ông có qua đây tới hồi xưa có hai người anh em qua đây lúc nhiều anh quen xuống thì làm ăn mua một miếng đất cất lên ở đây làm ăn và kinh doanh rất phát đạt. Nhưng lúc mà người em thấy được như vậy thì cũng gì rất hết tài sản của mình qua bên trong Thái Lan và mua một miếng đất cất lên trên một tòa chùa, ngôi chùa rất lớn mà mình sẽ được vào đấy, ngôi chùa Wat Ranawa. Thì lúc mà cất lên thì đến tầng thứ 20.